Đỗ Thanh Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay ngày 16 tháng 9 năm 2016, Đỗ Thanh Luân chúng tôi quay video clip giới thiệu quý vị bộ bàn ghế Âu Á hộp hương vân đỏ Nam Phi. Là bộ này chúng tôi đã hoàn thiện là quánh vinh đi xong, chuẩn bị bàn giao cho chú Sẻng ở Thủy Nguyên Hải Phòng. Bộ Âu Á hộp này là gồm có 6 thứ, một ghế dài, hai ghế đơn, đây hai ghế đơn và hai đôn, một đôn cao, đôn thấp và một bàn to ở giữa, bàn hộp ngăn kéo. Đây là gọi là bộ Âu Á hộp gỗ hương vân đỏ Nam Phi. Vân gỗ thì rất là đẹp, tuyệt vời luôn. Hôm nay ngày 16 tháng 9 năm 2016 và chúng tôi còn rất nhiều các bộ ghế như này nữa, trong nhà còn rất nhiều. Quý vị có nhu cầu mua hàng hãy liên hệ trực tiếp cho chúng tôi để được đặt hàng như mua hàng. Quý vị đang xem video clip đang quay tại cơ sở 2 Đỗ Thanh Luân, số nhà 71 và 73 phố Văn Cao, thành phố Hải Phòng. Tại cơ sở 1 thì chúng tôi ở Hà Nội, là cây xăng Tân Dân, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Toàn bộ trong ngoài rất là đẹp, vân gỗ rất là đẹp, vì đây hoàn thiện nên vân gỗ rất đẹp, là hoàn toàn là hoàn thiện, là đánh cho ly trần luôn, vân gỗ rất đẹp. Chiếc ghế dài này là dài 2m40, rộng 60 củ bì. Quý vị có nhu cầu mua hàng hãy liên hệ trực tiếp cho chúng tôi qua số điện thoại là 0972770888 hoặc 0967110389. Quý vị có thể truy cập trực tiếp vào Facebook là Đồ Gỗ Thanh Luân hoặc vào Zalo Viber qua hai số điện thoại quý vị vừa xong có thể nhập về kết bạn cho chúng tôi. Vân gỗ thì rất là đẹp. Những bộ Âu Á hộp này chúng tôi chọn vân rất là đặc sắc, toàn những hàng vân rất là đỉnh cao. Vân gỗ thì rất đẹp rồi. Và hôm nay là ngày 16 tháng 9 năm 2016. Quý vị có nhu cầu mua hàng thì là trực tiếp cho chúng tôi để được mua hàng cũng như là đặt hàng. Chúng tôi nhận tư vấn thiết kế và đặt hàng theo yêu cầu. Đỗ Thanh Luân xin kính chào quý khách. Xin hẹn gặp lại quý vị những clip sau.